Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đinh Kiều phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ tổ chức chương trình chúc Tết và tặng 400 phần quà Tết đến hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn quận Đinh Kiều. Các phần quà gồm 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm với tổng trị giá 200 triệu đồng.